Đi con đập Rồi. gì nữa thôi thì thôi đó. Đập đập đấy đúng không chứ anh em viên ta vẫn mà thu đấy nè Edge Flow Pro Med SOG vậy nên Edge cứ bởi dương trong một đa chỉ 3D chúng ta add tại bởi dương một đa chỉ Flow by Flow nhưng mà thích các bạn này bị khó thao gì của model PT Slab cái trở là tôi bé kia cũng có lời cho nên mà đây là màn slab và slab này floor đi dài bên này ha nằm bất cứ phát cho effect để thay slab mũi mũi chú ý tục cho tục ấy những độ cho nằm bất cứ chỉ là cụ thể mũi thì chúng tôi vô một tràn này bên này những đi dài anh tam floor mũi cho hỏi thôi cầm lại mobile lơ với cho hỏi cụ để chạy strength mà biết về mình cho bọn nó tá với tục một mong bạn học để chạy là mũi tiền Floor Pro nó design floor mat 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 foundation slab nó thổ mình cực mình đi bộ mình so sánh hợp lệ chẳng có phải SOG slab on grade slab đi slab packing land lại clean lại đi chặt lên đây thông thường chạy đi design thông thường đi kiểu này system unit SI unit hay là design scope thổ OC rồi mới có OC sắt mới có OC bộ mình làm PT Google hay Edge nhưng cái này bình Edge là 3D mà đây 3D à nhưng mà đây mình chọn cho thích cho Edge mình vừa xa nhưng mà như thế như vậy chứ bây giờ mình đang luôn mang như cái buồn cả cho nó cho đấy nhưng mà nó bây giờ trong một đa cho đấy chứ tao mà đúng như mua thôi sân như miền Long Hà cái tay hai nhưng trong do ai cái tách nước cho mỏ cục bị lơ cho mỏ bùi dưỡng cho cục lơ đi từ đấy các bạn này thôi là được so chứ như display cho miền so chứ như cục chọt chọt chứ cho mỏ nhưng mà thôi là bị dũ cho nên như cục đấy có ấy các bạn là vài các bạn sẽ chứng đấy là so á bị dũ với chứng mơ bị lơ mơ bị dũng hiền nó bị dũng cục cục này chẳng hạn mình ai chắc cục hơn mới hết ai cục quy translate ấy chẳng nó translate bên đây này thọ tam án tam từ cái này buồn mai thì chẳng thọ cục quy từ số dùng mơ xí tí và làm cho mình thọ đến đâu dù dù thông ba dù vậy anh ấn dùng cục dùng mà mình tập mình tập mũi tiên dùng import là cái tạnh sẵn 200 convert đã hay cái tách cho rồi element tới chia chia sắc cho rồi element các bạn mà bây giờ bây giờ thì bạn làm bao nhiêu thì bạn mua như các bạn còn đi dùng import import AutoCAD file nó bây giờ file nó như chị nguyên bây giờ import cụ thọ nhưng thử ai thật chúng ta dùng calibrate nhé calibrate bên này thì mất nó hồ cái file mà nhưng quay bay rồi nghĩa là như thể phép là đạp thật bay rồi như thế mình bay rồi chứ không bay mệt thì chúng ta bay rồi như thế bay rồi bay mì bay rồi mì mệt của mình cho nên thích cho calibrate đã cho chứ đấy bạn plong hồ tự khen thì import cho tạm chiếc việc phép như này enter the start point of the calibration line cụ thó chúng đang thả drop hàng này là cái cú đấy thùng hôm biết bay mệt rồi chứ như thịt lừa cho nó nắng tóm tới những click giờ cho nó nít nhưng mà tùy nó đẹp ra chừng ngày tí nó bay mà và lấy bây giờ nó snap chứ là snap to point nhỉ to end point chỗ này snap chỉ là nó dùng cho lừa cho nó snap nó tóm tiếp theo enter the end point như này enter tóm tiếp theo dùng quay chừng ngày cho cái chữ mày in meter thôi như vậy click bay mình ra chừng ngày nó cứ bay mày enter tới dưới cái calibrate drawing hỏi chứ là nó cứ thử cầm hôn mới hỏi à nó người xa sale thì error mạnh vậy error lúc chung tạm mà lấy nhiều dụ bị chặt chứ xong rồi à lấy bộ vợ đấy á ăn sale lâu đi cái vợ lo chết nhưng vậy đó nè và tạm tiết mà lấy nhưng khơi tha ở đi được so hình mũ lắm được so này có
chất mặn là nhưng trong cần vơ là mũ nó tới chia là sò chứ nó không năng với miên nó không chỉ có nó bia transform drawing in the t into cái lầm thòng tên thòng chứ nhiều click cho đi quay nó khi mà nó sò tóm tiên à đi chẳng đấy sò đấy rồi nhiều click bia có thể đi sò chẳng đấy đi chụp cho à thì sò sang như thế nghe à, cái tay cũng khó nhưng cái dài khó ra không mình cái cú phong ấy không phải cái trang bàn chẳng so tập tiếp vào đi chỉnh chàng cái thông từ vài những chuyện đã chỉnh chàng những tay so với cái chia bó anh đi có bó lên không dạ lại khó đấy này chẳng đọc trên bia đó và tại những define của bộ chuẩn những ai cài đang có các bạn này tâm tiết slab edge đôi chia line line đi làm này game slab mình hình chỉ lục long transform transform into slab region như bạn slab tao mà đi chụp bìm bìm và đang này đi với cần a offset đi ao một play mà đi thầm là anh đi drop drop đi cái pool với cái brand với bài hà nhưng bìa transform into drop panel và bây giờ đang cái brand mà này đập bộ lịch trình cài máu thôi này bra phía đã về mồi này nhìn đồ là bể há hỏi đẹp biến đang bể há với slam ní mà là trong đồ những đấy đập đẹp nó cài dịch này không xin này vào cái nó bị hỏi xẻo này do mò mình đi tiết ở à đi này chị và ron này và ron nó còn là thâm lý nhìn đồ thâm lý cái của bộ cái đám với cái lá mai còn một mai chẳng tăng nguy cả làm máy đấy các bộ phận máy còn bộ phận máy bên trong một thầy máy đấy vậy này đi mình đi vào hóng 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 bia transform into opening anh dừng bàn để dừng lại tạm tiết phần dừng ví dụ bên đây cái gì bà người ta mà dừng trong bật là đi cháu cùng món quá cũng dùng hai những cụ ảnh đi tới khi cụ được mà trong đoạn này thì đi dẫn thằng thọ nó dụ mà bị lơ quá như thọ bị sụp cũng trong đoạn so này là những thịt từ tam mà thay vào so là đi so này sẽ đi quýnh nên so năm mấy cái cụ chẳng được nè mà bật để cho từ ngó đi được mình nên được nóng cái gì layer setting rồi thấy được nguyên lại cho mũi đã turn off all lên mặt là mau về à đúng rồi định zoom screen nó tắt bật đi trong là lên trong bật rồi đấy tôi nhớ mở gặp layer với một cái grid circle này này thấy bật đậm à ngoài tay bật ngọt bắt đầu rồi nè cho chết tay
บัดใน current plan slash vision ด้วยนะไอ้ดวงอ๋อถึงสลับถึงไอ้เดียวเนี่ยไม่แบบต้องเนี่ยสกรีนนึงเนี่ยเนี่ยจะจะ apply กันไปจ้ะการไปจ้ะการหนึ่งเกียร์นั่งไปมาวันยังไม่ได้ apply อันนี้ถึงแซ่ไอ้เช็ดได้แล้วโอ้วันนี้อีกบุ้มเออทำไมเนี่ยแอบแฝงดันดรอนแล้วก็